はい。こんにちは。おはよう、クリラジサビタ。はい。こんにちは。Good, okay. Hello, mọi người. Sao rồi? Bây giờ mình để đông đông hơn một tí nữa mình sẽ nói chuyện nha. Hello. Mọi người nghe anh nói có rõ không nhỉ? Ủa, gì mà đoán gì tùm lum tùm la vậy trời. Nói chung á là cũng lâu rồi anh chưa có live stream để nói chuyện với cả mọi người, cho nên là hôm nay anh sẽ live stream để tâm sự và nói chuyện với cả mọi người. Cũng như là có một mục đích mà hôm nay anh cũng muốn live stream thì mục đích gì thì tí nữa mọi người sẽ biết nhá. Còn bây giờ thì tâm sự chút đã nào. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Ủa mới có 500 mấy người ta. Thường thường anh nhớ là like là phải phải 1.000 mấy 2.000 người cơ mà. Anh có đang mở nhạc mà mọi người có nghe thấy không? Có nghe nhạc không? À, nhớ tôi thì giơ tay lên nào. Hãy cho tôi thấy cánh tay của mọi người đi. Năm trăm chín mươi rồi. Ok, lên tiếp nào. Lên tiếp nhiều. Mọi người nghe anh nói có rõ không? Hình như hơi bị chậm đúng không? Có ai nghe nói gì không nhỉ? Có ai nghe anh nói gì không? Bị lỗi mạng á. Kìa. Không nghe anh nói gì hả? Có nghe anh nói gì không mọi người? Alo. Ủa tại sao? Sao mọi người lại không nghe ta?
Có ai nghe nói gì không? Toàn chỉ thấy mọi người chào với cả nhớ nên là kiểu sao không thấy mọi người bảo là nghe nói gì ta. Nếu mà ai mà nghe anh nói bấm số 1 nha. Bấm số 1 nha. Không nghe thì bấm số 2. Không nghe sao bấm? ha. Quên. Nghe, Nguyễn Trì nghe. Nghe rõ luôn hả? Ok. Nghe phải trả lời chứ, nghe mà chả nói gì cứ tưởng là bị sao lại không nghe thấy. Gì à? Đèn. Đèn gì á? Đèn ngủ anh. Gì à? Không cơ. Cái gì à? Cái gì? Nghe rồi đúng không? Màu hơi chói. Có phải là Tùng Maru không nhỉ? Tùng Maru ơi, mọi người muốn gặp Tùng. Hello mọi người. Come on. Thì vào cho mọi người xem phát thôi. Dạ. Và đây là Tùng Maru nhá. Yo, hello mọi người, mình là Tùng Maru. Ủa anh lại chuyên làm gì vậy? Anh lại bán hàng đa cấp nữa đúng không? Đấy. Anh không phải bán hàng đa cấp mà là anh chỉ là tâm sự mọi người. Cái mục đích chính á thì nó vẫn nằm ở clip. À, tại sao nó hơi chói nhỉ? Chói đúng không? Ừ, cái tại em vô chói quá quá đó. Hả? Ờ, Tùng ra cái bớt chó luôn nè. Bây giờ em tỏa sáng quá. Ờ, ok. Tùng tỏa sáng quá nha mọi người. Để bây giờ thử Nam Cudi vào xem coi là Nam Cudi có tỏa sáng với Tùng Maru không nha. Nam Cudi ơi! Ừ. Can you come here? Chưa. Ok, Nam Cudi là hẹn một tí nữa. Ok, thôi bây giờ bọn mình sẽ ngồi tâm sự với nhau một tí đi. Thì không biết là dạo này mọi người như thế nào nhở? Không biết là có ai đang xem livestream này, có bạn nào ở miền Trung không ta? Bây giờ mua hàng đa cấp nhiều lắm. Đa số từ Sơn. Kể thử nghe coi là không nhớ lắm rồi Tùng. Khẩu trang này hả? Áo này á. Gì nữa? Như đó. Ok. Hơi chói hả? Từ từ nhá, để anh thử tắt cái đèn này đi. Ok chưa? Đỡ chói hơn chưa? Sao? Not me. Not me. Em mới mua thêm một ít dụng cụ nữa Tùng. Đợi cháu chưa mọi người ơi? Tất. Nhà mình kỳ diệu quá. No one. Rồi giờ sao vô đây? I don't know. Nam vô đi, vô chiêm ngưỡng thử xíu nè. Thôi. Because I go in Nam Rung. Không thể nào. In Nam Rung. Không thể
Cuba làm chứng. Cái là tổng tổng quan không? Không. Cuba làm chứng. Không có nói em được. Hồi nãy I take a shower but I don't see anything. No, not me. It's you. Not me. Not me. Để chó chưa mọi người, để chó chưa? À, Tùng đang muốn vào à? Ok, để anh quay rồi ấy. Tùng có muốn vào không? Cái bức tường màu trắng nó bị chó nhỉ? Ok, ok, để kệ đi. Hồi nãy anh đang hỏi là có bạn nào coi livestream ở đây là ở dưới, ở tỉnh miền Trung hay không? Anh đã chim ngủ rồi thì cô bạn không phải. Ờ, anh với cả cô đi với cả Maru ở chung mà. Why? Hò thế nhỉ? Đợt vừa rồi thì là miền Trung thì như mọi người đã biết thì là đã bị rất là nhiều cái như là kiểu là thiên tai, lũ lụt này đúng không? Xong rồi lại còn bị bão nữa, mà bão rất là lớn. Đó. Nhưng mà có một điều mà anh rất tự hào về nhà muối, gia đình muối của mình, đó chính là tất cả mọi người đã cùng chung tay góp sức để ủng hộ cho đồng bào miền Trung. Nhà mình có thiên tai hết rồi. Bây giờ em đang là người chứa thiên tai nè. Sẽ là người ủng hộ Tùng ơi. Cố gắng đi bà. Mày không tin tay đúng không? Anh đi vô, anh nhờ mày không tin tay cái gì? Hả? Mày không tin tay đúng không? Tất nhiên. Tại sao? Mọi người đợi anh tin. Ok. Ra. Đừng có tưởng muốn làm gì nữa. Đang check hàng. Ok. Nói chung là bây giờ hiện tại thì đồng bào miền Trung vẫn gọi là chưa vượt qua được những cái khó khăn hiện tại. Đấy, cho nên là anh nghĩ là còn phải mong là nó sẽ kết thúc sớm những cái vấn đề đấy, bởi vì anh chả muốn nó kéo dài đâu. Dù sao ấy, miền Trung cũng là chung một nước ở Việt Nam mình mà. Không chung một dàn thì là cũng chung một đây. Không phải. Bầu ơi, thương lấy bí cùng đúng không? Dù không cùng giống nhưng mà vẫn chung dàn đúng không? Bắc chung và Nam, đấy. Kiểu như thế, cho nên là rất mong là mọi người, nếu mà sắp tới mà nếu mà miền Trung vẫn bị những cái vấn đề gọi là về thiên tai, về lũ lụt, về bão lâu hơn như thế thì có thể là mọi người hãy cùng chung tay để góp sức cho đồng bào miền Trung nhé. Ok. Vừa rồi thì hình như là tổng nhà muối của mình đã donate được cho miền Trung là khoảng tầm mấy triệu không? 20 mấy triệu mọi người ạ. Thế kìa. Ừ. Tổng là 20 mấy triệu. Và có 10 triệu là gửi thẳng cho tài khoản của chị Đông Nhi, Mai Hồng Ngọc ấy. Em
Còn 10 triệu còn lại là hình như là gửi cho bên chị Thủy Tiên. Càng ngày mà số người lại càng bị giảm xuống ta. Nhưng mà khi mà anh nói tới vấn đề này, mọi người vẫn kiểu ok Nam, hello Nam. Lắc mày à? Mày lắc rồi. Lắc à? Sao lại chậm như thế nhở? Trường em quyên góp được 61 triệu luôn đấy hả? Trời ơi. Thế là tốt đấy. Bởi vì hôm bữa thì anh cũng có đọc là hình như là bên của chị Thủy Tiên là cũng nhận được khoảng tầm 100 tỷ hơn. Nhưng mà nói chung là nó cũng bị nhiều vấn đề đó mọi người ạ. Tại vì cầm một cái số tiền đó gọi là nó quá khổng lồ đi, cho nên là nó cũng bị nhiều cái vấn đề lắm. Không sợ cái điều này xảy ra thì sẽ có những cái điều khác xảy ra, cho nên là cứ ngồi và hy vọng thôi, cầu nguyện thôi. Còn sắp tới á thì Unify sẽ có ra bài mới. Năm bác bài sắp tới quay 100 tỷ sản phẩm tiến ra thị trường châu Mỹ. Sắp tới Unify có diễn hai show vào ngày vào ngày 1 tháng 11. Thì là hình như là show đầu tiên là ở trường đại học gì nào, kinh tế luật hả? Kinh tế luật là hôm bữa anh em mình diễn rồi mà. Phải theo như lời của Nam Cody là đại học kinh tế luật thì là vào buổi sáng 10 giờ sáng, còn một trường đại học nữa vào buổi tối cũng là cùng ngày luôn. Trường tên gì Nam? Hà Nội không? Hà Nội không? Không biết. Nói chung là anh chưa để ý tên nữa, nhưng mà thôi đợi đến gần ngày hôm đấy. Nhưng mà hình như anh nghĩ là như đã có lịch thông báo ở trên tất cả fanpage của Unify rồi ấy, cho nên là mọi người cứ lên đấy mà xem nhé. Trấn Thành, trời ơi, đạo luật, đúng rồi đạo luật, Nguyễn Khuê nhắc rồi. Ok, đạo luật hay đạo luật hả? Đạo luật. Gãy rồi. Ừ. Chứ mà nội vô gãy luôn rồi. Thiệt luôn. Ừ. Gãy á? Cái đèn gãy luôn rồi. Trời ơi. Có phạt nữa hả? Ừ. Sương ơi, đi uống rượu đi. Ủa, hôm nay là mới thứ hai đầu tuần mà mọi người lại tại sao lại rủ anh đi gọi là tiếp một tiếp ai, chớ bỏ qua. Chỉ cần nghe thôi. Tại sao lại rủ anh đi uống rượu hay là uống bia ở lúc đầu tuần như thế này? Không tốt nhá. Mình nên để cuối tuần thôi. À, trường đại học tài chính marketing là buổi chiều, buổi tối đúng không? Ok. Xin lỗi em vào muộn xíu ạ, không sao nhá. Vào là anh vui rồi. Anh chúc em thi tốt được không? Ủa? Mới tháng 10 mà chuẩn bị thi rồi á? Em thi gì đó? À, thi giữa kỳ à? Thi giữa kỳ thường thôi, anh nhớ là hồi xưa là người ta tóm gọn vào thành một cái kiểm tra một tiết á. Bây giờ lại có thi giữa kỳ nữa. Ngộ nhỉ? Không hay đâu, cho em
Mọi người có gì muốn hỏi anh không nhỉ? Theo như anh biết á, thì là hôm nay là ngày mà có một quý tử sẽ ra đời. Căng chưa? Nghe sợ chưa? Đấy ơi! Thực ra đây không có ai muốn live stream với anh cả mọi người, bởi vì bây giờ tất cả mọi người đang rất là bận. Anh Nam thì đang rất là buồn. Anh Tùng thì chắc cũng thế. Cho nên là vẫn chưa ai mà có thể vào live stream với anh được. Cho nên là hiện tại chắc là chỉ là một mình anh thôi. Một mình anh ngồi live trước thôi. Vậy thôi. Ok, thì anh chúc cho những bạn sắp sửa thi. Thi gì đấy thì anh không biết, nói chung là thi tất cả các môn, hay là thi học sinh giỏi, hay là thi môn nào đấy, môn năng khiếu này nó kiểu sẽ đạt được kết quả tốt. Nhưng mà muốn đạt được kết quả tốt á, không phải chỉ nhờ vào lời chúc của anh không, nó phải nhờ vào sự chăm chỉ của mọi người nữa. Đúng rồi, chính xác đấy nhá. Cho nên là hãy cố lên. Anh Nam sao buồn vậy ăn sò? Anh Nam thật ra là mới vừa được ship cho một cái đèn. Theo anh nghe nói thì là ở ngoài Bắc vào, nhưng mà không may á, vô tình trong lúc di chuyển hàng thì cái đèn đã bị gãy làm đôi mọi người. Đúng là cuộc đời. Anh Tùng buồn tình chị Sarah hả? Không phải em ơi. Anh Tùng buồn vấn đề khác em ạ. Sắp sinh nhật em rồi hả? Ôi dồi ôi. Cứ hình như là ngày nào là cũng có một người sinh nhật, ngày nào cũng có người thi nhỉ. Ok, thôi rồi, chúc luôn. Chúc cho những bạn nào hôm nay là sinh nhật, hoặc là những ngày sắp tới là sinh nhật, thì sẽ có một năm mới, một tuổi mới, sẽ càng trưởng thành hơn, sẽ thành công trong việc học tập, hay là trong công việc của mình, sẽ kiếm được môn học mà mình yêu thích nhất, đạt được điểm cao nhất, hoặc là sẽ kiếm được công việc mà mình yêu thích nhất và đam mê lao đầu vào để làm nó. Cái thứ hai là phải có sức khỏe, bởi vì mọi người mà không có sức khỏe sẽ chẳng làm gì được. Hai cái đấy là hai cái quan trọng nhất rồi. Cái thứ nhất là kiến thức và cái thứ hai là sức khỏe nhá. Chỉ cần có hai cái đấy thôi là thích làm gì thì làm luôn. Ok chưa? Rồi, nay sinh nhật em đã, anh vừa mới chúc xong luôn. Tùng nghe mọi người hỏi Tùng sao buồn kìa. À, tại vì Tùng nhìn mình chung như vậy Tùng cảm thấy không vui. Để vào đây ló mặt ra để cho mọi người. Em phải đi rồi. 2-30 giây thôi, làm gì căng. Đó, gì nào nhá đâu. Mình nói vui vẻ nha mọi người. Chịu luôn. Sao này nó cứ bị giật giật nhỉ? Mọi người có biết là Tùng đang có một cái sự kiện chấn động thế giới xe không? Sao? Ủa cái gì hả? À biết. Thì anh vừa nói cho mọi người đó. Là hôm nay là sẽ có một quý tử ra đời. Chắc mọi người biết hết rồi. Gái. Không dùng từ quý tử được hả? Không được, quý tử là con trai mà. Thì còn gái mà như vậy thì sẽ nên dùng từ gì? Quý phái. Quý phái hả? Quý hóa.
nói chung là quý bé, quý nhi á. Hôm nay có một quý giá được sinh ra. Quý giá. Chị Sarah thì hiện tại không có ở đây em ạ. Hàn gắn ở đây, thế không để nó hư hỏng gì vậy được. Hàn gắn gì ở đâu? Hôm nay nè. À, hôm anh vừa nhắc tới ấy tưởng hàn gắn gì. À, công chúa hả? Ok, công chúa là nghe là hợp lý nhất đấy. Ok, bây giờ có ai có gì muốn hỏi anh không? Bởi vì cục livestream này của anh nghĩ là anh cũng sẽ không livestream lâu đâu. Cho nên là mọi người có gì thì cứ hỏi anh nhá. Lâu ngày không gặp được nhau, đúng không? Có gì thắc mắc, có gì hỏi trong thời gian qua anh làm gì? Trong bữa tối hôm nay anh ăn gì, trưa anh ăn gì? Ai bán, đúng không? Bà bán thì có mấy đứa con, mấy con thì học lớp mấy? Cứ hỏi hết đi, anh trả lời hết mà. Quý nữ. Các bạn chưa hỏi hả? Chưa. Các bạn chưa hỏi đúng không? Tại em không quan tâm lắm. Mọi Tùng bảo á, Tùng bảo là mọi người không hỏi là bởi vì là mọi người không quan tâm, cho nên là mọi người không có hỏi. Thế có đúng là như vậy không? Đúng đúng không? Thôi giỡn chứ mọi người quan tâm mà. Mọi người tương sơn mà. Mọi người đang hỏi là tại sao anh Tùng hai lời quá kìa. Hai lời gì? Hai lời quá kìa. Thì có nhiều chuyện đôi khi nó cũng có mặt này mặt kia. Thì con người cũng vậy. Ý Tùng là có thể hai mặt được đúng không? Tùng như bánh tráng nướng vậy mọi người. Thích lật lên lật xuống đều được. Anh rõ ràng là hồi nãy anh vừa mới chúc sinh nhật hết xong, anh vừa mới chúc ai là sinh nhật ngày hôm nay và những ngày sắp tới luôn á. Hình như là trong đó có cả quý nữ luôn á, anh chúc hết rồi. Làm sao được mặn hơn à? Ăn nhiều muối vào em ạ. Dạo này sơm ống xuống đúng không? Đâu có đâu. Anh nghĩ là chắc là do anh mặc cái áo này cho nên là nhìn nó ấy á, chứ không phải là ống xuống đâu. Anh dạo này khỏe không à? Anh khỏe á. Mọi người nhìn anh như này chắc chắn là anh phải khỏe rồi. Em dạo này quá. Mặc áo ấm nha Sơn đó. Ủa đã nói tới áo ấm thì thôi chắc bây giờ anh phải vào luôn vấn đề chính rồi mọi người ạ. Ơi. Ơi ơi. Ê, Nam đồng check up. Thế à? No, because I need you. No. Ủa, nãy Sơn kêu ra ra mà. Đâu ra, kêu ra nào? Nãy có anh đâu kêu ra đâu đó. Hồi nãy là đúng người nhưng mà sai thời điểm, hiểu không? Bây giờ mới đúng thời điểm mà đúng người luôn nè. Bây giờ sơn quá trễ rồi. Anh bao nhiêu ký? Hiện tại anh chỉ có 57 ký thôi, nhưng mà mục tiêu của anh là sẽ lên 67 ký được chưa? Nếu mà 67 ký mà bằng thành thỏ thì mọi người cũng đừng có nói gì nhá. Khi nào lấy vợ hả? Câu đó chưa trả lời được. Bây giờ mọi người hỏi khi nào Sơn lấy chồng thì Sơn còn biết trả lời chứ. Hỏi lấy vợ Sơn sao trả lời được. Đúng. Ok quá. Hiện tại trong nhà này á là anh đang có một vợ một chồng. Vợ anh đang mất cấp ở trong kia. Chồng anh thì đang buồn vì cái đèn. Ok chưa? Được chưa? Ờ, cho mọi người xem không? Gãy rồi, thôi, để em dán này đã. Dán được không? Được, quý tâm sẽ dán được mà. Nhưng mà cái này tính chiều đâu à? Trong phòng chứ đâu. Cứ để phòng sớm. Nóc. Chứ để vào đây. Đèn để đây á? Ừ, cái này nó ừ. Nóc luôn. Gãy. Ở đây không có chỗ cho Nam cô đi à? Hả? Phải bên đây thì này Nam cậu đi nè. Vậy chắc em không phải qua cái này luôn quá. Đúng rồi đó. Cái đó. Nè, nếu như Nam có một
một gọi là cái nào đó giống cái đó đúng không? Nam có thể để đấy được mà. Đang nhìn vào ngoài chưa hết rồi. Đấy. Ủa, đeo đây cũng đeo người cái chứ. Vậy hả? Ok. Đây là cô Đi. Cô Đi sẽ tham gia buổi livestream hôm nay cùng với chúng ta nhá. Thì cũng như mọi lần thôi, thì đến khi mà có một cái tiết mục chính, đến lúc và thời điểm nóng bắt đầu, giờ ngọ đã đến thì cô Đi sẽ xuất hiện. Bây giờ thì mình sẽ vào vấn đề chính luôn. Thì nói chung là như vừa rồi mọi người đã biết là anh đã đi theo một con đường gọi là thiết kế thời trang, cho nên là anh đã trong thời gian qua là phải tầm mấy tháng, 3-4 tháng đấy, anh đã ra được tầm 2 sản phẩm. Cái đầu tiên là cái áo mà hồi nãy vợ anh nó mặc ấy. Cái thứ hai là cái mũ. Đó. Thì bây giờ á, anh sẽ ra thêm một cái nữa. Mà cũng sắp mùa đông rồi mọi người ạ. Cho nên là cái này nó thiên về cái giữ ấm cho mình. Đó chính là tên 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 một chiếc áo khoác. Ok. Và đây. Ấy, cái này có phải là cái áo mà bữa anh nói với em là chị đi phải nhắn tin cho anh để xin mặc không? Hồi đó lên tin á. Anh mày bạn được không? Mọi người đừng nghe vợ anh nói cả mọi người. No no. It's not good. Thật ra phải chị đi nhắn tin. Chị đi gọi điện. Chị đi là chị Ricky hả? Đúng rồi. Đâu? Mày ơi, chị đi. Gia đình anh á. Ok. Ok, và đây. Đây chính là cái áo đấy mà anh nói mọi người, thì đây chính là một cái áo khoác nhá. Đây là một chiếc áo bằng vải dù, nó có màu trắng là màu chủ đạo và hai bên tay này là sẽ là màu đen. Đó. Thì ở trên này có một dòng chữ. Đó. Ok chưa? Yeah. Thì dòng chữ này nó ý nghĩa là như thế nào thì tôi cũng không biết nữa. Anh nghĩ là khi mà mọi người sở hữu nó, mọi người sẽ hiểu. Đó. Mọi người sẽ hiểu liền. Rồi. Còn đây, bây giờ anh sẽ thử kéo chiếc áo này lên nhé. Sở hữu không biết. Thôi. Không có gì cả. Sở hữu rồi sao mà không có gì cả luôn. Bây giờ em chửi nghĩa là ha ha bị lừa rồi. Thực ra không có ý nghĩa gì cả, người đã bị lừa rồi. No. Thế thì kỳ quá đúng không? Không được. Ấy. Và đó. Đó là lúc mà anh mở áo ra, còn đây là lúc mà anh đóng áo vào. Thì sorry mọi người, hôm nay cái livestream của anh hơi bị chói cho nên là cái áo này nó màu trắng á, cho nên là nhìn nó cũng không rõ nữa. Cho nên là sau cái livestream này anh sẽ post những cái tấm ảnh lên để cho mọi người nhìn cái ảnh đó, mọi người sẽ nhìn thấy được rõ hơn. Rồi bây giờ thì là anh cần Nam Cô Đi wear my áo. Nha, bây giờ vậy. Bây giờ sao thiết kế thời trang đúng không? Thì em cũng phải thiết kế thời gian của em nữa, có nghĩa là em phải tính cái thời gian mà em mặc áo vô cho mình bao nhiêu, em tính tiền nha, chứ không phải giỡn đâu á. Sắp thành diễn viên rồi, nổi tiếng rồi, bây giờ mọi thứ lại tính bằng tiền hết. Ok không? Sao mọi người có thấy Nam Cô Đi nói hợp lý không? Nếu như mà hợp lý thì có thể là anh sẽ có một thời gian riêng cho Nam Cô Đi, bởi vì theo mọi người đã biết thì Nam Cô Đi sắp sửa đóng một bộ phim. Bộ phim đấy thì cũng nói về nhân vật, nói về tình yêu rất là đẹp đôi. Mới sớm không? Phim này sắp ra rồi, sớm chứ thiệt. Nhưng bây giờ... Chưa quay nữa. Chưa quay mà sắp rồi, mai quay rồi. Tình yêu này rất là đẹp đôi, nhưng mà tình yêu này thì theo mọi người biết nó không phải là tình yêu nam nữ mọi người ạ. Mà tình yêu nam. Đúng rồi, tình yêu của nam mà. Thì nam. Tình yêu nam đúng không? Nam. Không, nói tình yêu nam thôi, ai hiểu thì hiểu. Ok. Bộ phim tình yêu nam đấy. Tình yêu nam nhá. Cho nên là
sau bộ phim đấy thì anh cũng đang chưa biết là Nam Cody có giữ được cái bản chất của mình hay không. Cho nên là bây giờ anh phải tranh thủ tận dụng. Để sau này á, chắc chắn là anh sẽ có một buổi có thể là mời Nam Cody đi ăn chẳng hạn. Nhưng mà lúc đấy anh chỉ sợ là Nam Cody bị thay đổi, bị biến chất rồi. Cho nên là nó sẽ có những cái gọi là... Không phải biến chất không, đây nè, ý Sơn nói biến chất như là biến hóa chất lượng, hiểu không? Chất lượng sẽ được tiến hóa lên, hiểu không? Hay 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 hay. Thay vì xưa là nữ rồi, giờ là cái nam nó nữ. Ừ. Úp đế, lên một úp. Thì đó, theo như Cody á, Cody luôn luôn suy nghĩ mọi điều theo hướng tích cực, cho nên Cody nghĩ rất tích cực, đó là biến hóa chất lượng, đúng không? Nhưng mà Tomaru á thì suy nghĩ mọi điều nó lại đi xuống, cho nên là Tomaru nói theo kiểu nam nữ. Đó. Ủa, nhưng mà đúng mà, thì ý anh là anh ở giữa, cái nào cũng đúng rồi. Em nói đúng đúng không? Ừ, đúng rồi. Ai cũng có ý đúng người ta mà. Thôi. Quan trọng là quan điểm mình thôi. Bài chủ đề chính đi. Thôi bỏ qua bên đi. Ok ok. Okay. Nói nó đi sai kịch bản rồi đó. Ok ok. Cái đấy là cũng là một phút vừa là để PR cho Nam Cody thôi. Thật ra lúc nào Nam Cody xuất hiện ở trong livestream của anh cũng đã dành Nam Cody một vài phút, đó gọi là cái gì ta? Thiết kế thời gian đúng không? À. Để quảng cáo bia. Thiết kế của em xong rồi, nãy giờ ngồi thấy lâu rồi. Đã xong rồi phải không? Ok. Giờ Nam Cody chưa. Vậy chưa xong mà. Em thấy rồi, nãy giờ thấy lâu rồi. Nãy giờ hồi nãy có 600 mấy em lên vô 700 mấy luôn rồi. Tăng lên 100 mấy chục người luôn rồi. Ok. Bây giờ Cody hãy mặc chiếc áo đó vào cho mọi người xem nào. Bây giờ áo Cody rồi. Anh đã tặng cho Cody một cái áo rồi. Anh nghĩ là Cody sẽ hồi nãy như em xuống em lấy đồ xem đưa ông ráp luôn ngoài sao á. Nói chứ em sắp đi rồi, em sẽ nói một vài câu nha. Thực sự là Tùng là cái người đã mặc và trải nghiệm cái áo này rồi, và cái áo này mặc rất là thích. Các bạn có thấy vải là vải dù, và đây là vải không có thấm nước. Khi mà các bạn mặc đi ra ngoài trời á, trời mưa nữa, các bạn cũng sẽ không có bị sợ bị ướt cái phần áo bên trong của mình. Đó là cái tiện ích của cái áo này. Và cái thứ hai là mọi người thấy có thể thấy là cái áo này được thiết kế là thời trang. Nó là tông màu trắng đen nên là mọi người rất là dễ phối đồ. Đó. Đúng rồi, xong rồi sau cái câu nói Tùng thì Sơn cần thảo mộc không cần thảo mai. Sơn cần bảo bọc không à không. Anh nói em thảo mai. Ê, chẳng lẽ anh lại có nói là đồ xương dở. Đâu quá đi. Đó, đâu có. Ý anh nói là đồ Sơn cũng chất lượng cũng tốt. Đúng không? Ok, bây giờ nếu mà tốt lấy mặt vô liền giùm cái. Đúng rồi, anh chỉ đợi thời gian này thôi, thiết kế thời gian giùm anh kia Nam. Ây da. Dạ. Nam Cody mặc vào rồi mọi người ơi. Qua thế như mọi người biết á, thì anh làm đồ á, có nghĩa là anh không bao giờ anh làm nhiều sai cả. Và anh cũng không bao giờ anh làm kiểu mà nó quá bé hay là quá to. Anh sẽ làm theo kiểu chỉ một size một thôi, nó gọi là oversize. Có rồi. Theo kiểu unisex á mọi người, thì là cả nam và nữ đều có thể mặc được nha. Ok, bye bye. Bye game. Rồi, bây giờ thì Cody có thể quay mặt sau cho mọi người xem không? Quay mặt sau hả? Đúng rồi, anh sẽ chỉnh cho. Quay mặt sau đúng không? Quay mặt sau của áo, ok. Ok. Em biết thì cứ quay mặt sau thì quay mặt ra sau. Ok. Rồi. Rồi. Đây. Đây chính là mặt sau của áo nhá. Thiết kế cực kỳ đơn giản thôi. Đây là cái cổ áo này. Mọi người có thể bẻ lên. Đó, ở trong cổ áo này nó còn có một cái viền màu đen này nữa. Đó, mọi người có thể bẻ lên để cho nó giữ ấm cho cổ mình. Mùa đông là chắc chắn không sợ bị lạnh, nhất là những bạn ở ngoài Bắc sắp sửa chuyển qua mùa lạnh rồi đấy. Đấy, ở đây là sẽ có một vài dòng chữ và một cái hình, và ở đây cũng có một vài dòng chữ. Thì hiện tại ở đây á, ok, thế là được rồi cô đi. Bây giờ anh sẽ không giải nghĩa và anh cũng sẽ không giải thích là tại sao lại có những dòng chữ đó. Anh muốn là khi mọi người tận tay cầm nó ở trên tay á, mọi người sẽ giải nghĩa được đó là gì, và mọi người sẽ cực kỳ, anh nghĩ là mọi người sẽ cực kỳ thích khi mà mọi người giải ra cái bài toán này. Bài toán JSONSO. Bài toán. Mọi người giải cho mình bài toán này toàn chữ cái không mọi người ạ? Mọi người giải cho mình cái bài toán này đi. Nghĩa bóng đi. Ok. Ai biết. Nam bất bẻ lắm mọi người. Bất bẻ. Ok. Nổ giá kìa. Nổ đi chỉ luôn.
cái này á thì trong cái live stream này anh sẽ không báo giá, bởi vì á sau cái bài live stream này thì anh sẽ có một bài đăng lên tất tần tật như thế này về tất cả mọi thứ của cái giá cả về chiếc áo này ship như thế nào, và đặc biệt á là còn có rất rất nhiều phần quà hấp dẫn cho cái được hàng này. Sơn chưa quên khoe một cái nữa. Chưa, không, không, cái đó là để mọi người giải nghĩa mà. À dạ, okay. Đúng rồi, cái đó không khoe được. À, cái nghĩa này khó giải lắm nha, nghĩa này không đơn giản đâu. Đúng rồi. Thôi vô hơi khó luôn á. Thì bởi vậy. Phải ai giữ cao lắm, giải được chỗ này nha sao. Mới ghê, vậy nó mới ghê chứ. À, cái áo này thay vì mặc dày mình có thể mặc dày nè, tại vì nó có viền đen ở trong. À, đúng rồi, bè của để gỡ xuống nó sẽ có một cái viền đen ở đây, thấy chưa, nhìn rất là sporty mọi người, cao bè của đấy, thấy không, nhìn chưa. Rồi, nhưng mà đợt này á anh không phải là chỉ có một mình cái áo này không, và anh còn nói thêm một thứ nữa. Ok, cô đi bắt đầu nhá, 3, 2, 1 dạ. Và đây chính là cái gọi là, tối không thấy gì ở đây, thấy ở đấy, đây chính là một cái khẩu trang, cũng là bởi vì là trong cái mùa này theo như mọi người biết thì là cũng đang là mùa dịch, cho nên là anh cũng đang muốn làm cho mọi người một cái gì đấy để có thể bảo vệ mọi người tránh nắng khỏi mưa, tránh những bụi bẩn và tránh bệnh nữa. Ok không, hợp lý không? Nói chung là hợp lý đấy mọi người ạ. Nói chung là hợp lý. Cái này á thì thật ra là anh làm nó theo kiểu nó là khẩu trang vải mà nó rất là mịn, và khi mà mọi người đeo vào á nó sẽ có một cái mùi thơm dịu nhẹ đấy. Kèm theo đó là nó sẽ không bị quá ngột ngạt, nó không bị quá bí, nó cũng không bị quá rộng, và nó cũng không bị quá to. Nó là một cái size vừa. Size vừa này là để cho cái thứ nhất là nhìn cho nó thời trang như kiểu ninja đó, nhưng mà không phải là ninja lít nha mọi người. Ninja lít là những khẩu trang của họ nó phải to bao trùm hết cả mặt này, mà anh chỉ làm nó kiểu bé bé thôi đó. Ở trên livestream á thì mọi người nhìn mọi người sẽ không thấy rõ được là cái ký hiệu ở đây, nó là một cái màu vàng gold nhá, nhìn đó. Đó, bên Nam Cody có thể là nhìn rõ hơn tí đó, nó còn lấp lánh quay qua quay lại lấp lánh đó, quay đầu lấp lánh đấy đó. Ok chưa, bên này không có gì cả, đó, nó chỉ đơn giản thôi. Ok, và đây là hai món sản phẩm mà anh ra trong cùng đợt này luôn. Đó, và sau cái livestream này á thì anh sẽ lên hình và tất cả mọi thứ tất tần tật về giá cả, quà tặng, khuyến mãi, và những cái gọi là mọi người chưa biết, mọi người muốn tham khảo thì sau livestream này anh sẽ có một bài đăng lên về cái này. Ok, thì theo như anh đã bảo với mọi người á, có thể là trong vòng từ 2 cho tới 3 sản phẩm đầu tiên anh sẽ làm những cái nó gọi là liên quan về gọi là tính cách cá nhân của anh một tí, nó hơi liên quan về con người của anh một tí. Nhưng bắt đầu từ sản phẩm số 4, số 5 trở đi thì anh sẽ làm nó theo kiểu mở rộng hơn nữa. Có nghĩa là nó không phải gói gọn vào chỉ là bản thân của anh không, mà nó còn lan tỏa ra cả thị trường nữa. Đó, hy vọng là mọi người sẽ, khi mà mọi người sở hữu nó, mọi người cảm thấy ok thì mọi người sẽ cùng bọn anh vươn xa ra nữa. Không chỉ là nhà muối không, có thể là mình nhảy qua bên cả Treasure đấy, đó, nhảy qua Tofu ấy, nhảy qua bên Greeny ấy, hay là Hunter ấy chẳng hạn như thế. Xong rồi còn rất nhiều nhiều nhà tôi đâu? Treasure không phải à? Ủa nói nào vậy? Nói gì sau nhà anh Sơn. Ủa dạ? Nói đầu tiên luôn á. Ủa dạ? Không nghe, đang coi mấy K-pop, nhạc hay, MV đẹp, người cũng đẹp. Cho nên quên để ý. Sao đi? Ok, được chưa? Thế, bây giờ trong mùa đông, lấy tạm cái này mặc đỡ đi, cho nó gọi là nó sưởi ấm cho mình. Chưa đông. Sắp qua đông rồi. Sắp qua đông rồi. Và anh có một cuộc hẹn nữa với mọi người là có thể trong vòng tháng 11 hoặc tháng 12 anh sẽ có thêm một sản phẩm nữa. Nó cũng thiên về mùa đông luôn. Và có thể là hợp với cả tháng 12 hơn, bởi vì tháng 12 là cái tháng Noel, là cái tháng lạnh nhất. Thì anh nghĩ là lúc đấy là nó sẽ ok hơn đấy. Em đang cố gắng làm tất cả mọi thứ nhanh nhất có thể để kịp thời gian. Còn nếu không thì mọi người hãy thông cảm cho anh nhé.
thì nếu như mọi người mặc mà mọi người cảm thấy thích thì mọi người có thể chia sẻ rộng rãi ra cho tất cả những người khác, như kiểu bạn bè của mình ở chung trường, chung lớp, hoặc là người thân gia đình, hoặc là hàng xóm, hoặc là cô giáo hay thầy giáo ở đấy, nếu mà thích, cảm thấy thích đấy, ok chưa? Đó cũng là một động lực mà để anh có thể anh sản xuất ra thêm nhiều mẫu áo nữa, và sau này có thể như là anh có thể mở một cái shop thời trang chẳng hạn. Khi mà mọi người tới shop thời trang của anh, mọi người vừa được ngắm gọi là phong cảnh ở cái shop thời trang đấy, vừa được đi lựa quần áo thoải mái, và vừa được thấy luôn cả cái hình nộm của Nam Cô Đì đứng trước shop. Và nếu như mà nó mọi thứ mà nó suôn sẻ với Keo, nhưng mà nó không hẳn suôn sẻ với mình, thì mọi người có thể tới shop, mọi người có thể thấy mình đang giữ xe trước nữa. Nếu mà công việc nó không suôn sẻ với mình. Không, anh nghĩ suôn sẻ mà. Tất nhiên là anh sẽ không bao giờ anh cho Nam Cô Đi gọi là giữ xe được. Bởi vì giữ xe ở ngoài rất là nắng nôi, thà vào làm lao công thì nó còn đứng ở trong máy lạnh đúng không? Còn được ở trong máy lạnh còn mát, ra ngoài nắng lắm. Nói thế thôi chứ ai mà nữa để Nam làm lao công được. Đấy. Nam mà phải là gọi là hình ảnh đại diện cho gọi là shop. Đó, thế nó mới ngầu. Tình cả không? Nóng quá. Cởi áo này tí ok. Nóng quá. Nói chung là mấy vấn đề đấy thì không phải lo. Tại vì không phải cho tiền không? Vẫn đi nhậu. Chụp tấm hình cái để treo cái poster chứ vẫn đi nhậu cái hết. Vừa ok. Ok, rồi hai di lao cũng ok ấy nhỉ. Ok, bây giờ chắc là mình đã chuẩn bị áo rồi, nhưng mà mình trải nghiệm với những cái áo cái áo này thì mặc vô cái vải rất là mát, không bị nóng người, và nó rất là nhẹ, vải nó rất là mỏng, rất là dễ mặc. Và đặc biệt là một điều mình cũng nhấn mạnh là hôm nay là mình giúp đỡ người anh em mình quảng cáo quần áo, chứ mình chưa hề có một brand nào book mình quảng cáo quần áo cho mọi người. Mình vẫn còn trong trắng. Nếu mà ai muốn book qua quảng cáo thì có thể liên hệ Gmail hoặc là inbox Facebook để mà có thêm thông tin chi tiết nhé. Bye mọi người. Máu ủng hộ rồi cho Keo nha mọi người. Ok, thôi được rồi. Chắc là buổi livestream hôm nay đến đây là kết thúc nhá. Thì coi như là anh cũng vừa giới thiệu xong một cái sản phẩm mới mà anh muốn ra mắt thôi. Với cả sắp tới mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe, bởi vì sắp tới là anh nghe bảo là Unify sẽ có rất là nhiều show. Đó. Tháng 11 này lại ra Hà Nội thêm một lần nữa đó. Cho nên giữ khỏe để còn đi coi và nghe Unify. Đấy. Có sức khỏe thì mới đi quẩy được, hiểu không mọi người? Ừ. Ok không? Ok. 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 Ok thôi được rồi. Bây giờ thì chắc là phải đến lúc để anh tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong thời gian sớm nhất. Nếu như mà ai ở Sài Gòn thì chủ nhật sắp tới hãy đi coi Unify diễn nhá. Còn ai ở Hà Nội thì chủ nhật sau 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 nữa. Đây mặc lộn áo tụi mày. Thì luôn. Thiệt. Chị áo năm đâu? Năm vòng. Hóa ra cái áo vừa rồi là của Tùng mọi người ạ. Ok thôi không sao, chúc mọi người có một buổi tối thứ hai vui vẻ. Và ngày mai đi học, đi làm hay là đi thi gì đấy thật tốt nhá. Rồi, tối nay thì ngủ ngon nhá, bye bye mọi người. Bye bye. Bye nhá. Bye nhá. See you, Kalem. Bye bye.